thật chậm nhìn đầu xe này. Ví dụ mà không có ai thì chúng ta có thể vào chùm 1 luôn được. Còn nếu có bài người thì chúng ta lên chùm 2 bình thường. Bài thi các xe ngang và nơi đỗ. Đấy, chúng ta sẽ làm sao để cho thân xe, xe của chúng ta cách một khoảng cách an toàn. Đúng không? Bắt đầu chúng ta làm sao đây? Điểm cân này, vẫn đến ổ điện đúng không? Dừng lại, cà sử lùi, cuốn hết lá bên phải cho mình nhá. Cuốn hết lá bên phải và nhìn gương trái. Nhớ nhá, phải nhìn gương trái này. Đấy, cũng chiều cao mình hơi cao một chút. Rồi, nhớ này, thân xe của chúng ta là vì vuông góc với góc chữ A nhé, song song với góc chữ A nhé. Rồi, dừng lại, trả thẳng lái 2 vòng, lùi xuống nhé. Và nhớ này, lốp xe bên trái gần chạm vạch nét đứt thì bắt đầu dừng lại. Đấy, tiếng con bắt đầu dừng lại đúng không? Cuốn hết lái bên trái. Đấy, cuốn hết lái bên trái. Nhìn gương phải, tâm này không nhìn gương trái nữa, chỉ nhìn gương phải thôi. Đấy, xem mà có chạm ống hơi, nếu chạm ống hơi thì dừng lại nhé. Còn không chạm thì ok, nhớ khoảng cách là không quá 25 phân nhá. Rồi bắt đầu chúng ta, khi xe song song bắt đầu chúng ta trả thẳng lái, lùi xuống, tu thì dừng lại. Rồi, chúng ta sẽ cài số tiến và cuốn hết lái bên trái luôn. Nhớ nhá, cuốn hết lái bên trái xong bắt đầu nhả chân ra. Thì như vậy là sẽ an toàn hơn nhá. Rồi, phải nhớ được, đặc biệt này, khi đi ra các bạn sẽ phải nhìn gương trái. Nếu mà không liếc qua gương ấy, rất là nguy hiểm ấy, có các xe lao lên cực kỳ nguy hiểm. Đấy, bật xi nhan phải này. Kết thúc mình nhớ cái bật xi nhan phải nhé. Nếu các bạn mà không bật xi nhan phải các bạn sẽ mất 5 điểm, được chưa? Đấy. Nhớ phải giữ xi nhan nhé để cho nó an toàn, được chưa? Rồi. Chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong hình. Thầy giáo Sơn, bộ túc tay lái thực chiến.